Trở về, hít sâu, vào thẳng đầu trở về. Ngửa cổ ra sau, căng cuốn họng, thở sầm. Lên, hít sâu, vào. Cúi đầu xuống, hấp bụng, thở sầm. Hít sâu, vào. Vươn cầm lên, thở sầm, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu vào. Nghiêng người qua phải, thở sầm, nghiêng hông siết bụng, thở sầm. Lên hít sâu vào. Nghiêng qua trái, thở sầm, đẩy kéo căng căng căng. Lên hít sâu vào. Nghiêng phải, thở sầm. Hít sâu vào. Nghiêng trái, thở sầm, đẩy căng. Hít sâu vào. Nghiêng phải, thở ra, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào. Nghiêng qua trái, thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay tròn người. Thả lỏng thân, xoay, hít thở đều. 2, 3, 4, 5. Xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay xuống, tháo chân ra, vũ hai chân, thả lỏng, hít thở sâu. Nhi đâu rồi Nhi ơi? Xếp đổi chân. Tay phải đưa ra sau, tay trái nắm tay phải, kéo căng úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên. Không, nãy giờ em có bật cam đâu. Hít sâu vào, em tắt cam. Xoay, thở sầm. Trở về, hít sâu vào. Xoay, thở sầm. Trở về, hít sâu vào. Xoay, thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về, sâu vào. Xoay, thở ra, xoay thêm. Trở về, sâu vào. Xoay, thở ra, xoay tối đa. Thớt bụng, thở hết hơi rầm. Không thả, trở về. Thả lỏng tay. Mơ đổi bên. Kéo căng tay trái ra sau, úp vào eo bên phải. Tay phải đặt lên gối trái, thẳng lưng lên, hít sâu vào. Từ từ xoay trái, thở sầm. Trở về, hít sâu vào. Xoay, thở ra, bám chặt tay vào, xoay. Trở về, hít sâu vào. Xoay, thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về, sâu vào. Xoay, thở ra, xoay thêm. Trở về, sâu vào. Xoay, thở ra, xoay tối đa. Thớt bụng, thở hết hơi rầm. Thông thả, trở về. Thả lỏng tay. Hai tay đang sau lưng, thẳng tay thẳng lưng, ưỡn ngực vươn cầm lên, hít sâu. Rương tới gập xuống, thở ra, bật tay cao lên. Nâng lên, hít sâu vào. Rương tới gập xuống, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Rương tới gập xuống, thở ra, bật tay cao lên, siết bụng lại, thở.
lần nữa lên, hít sâu vào, thở ra rút rốn vào, xếp cái bụng gập xuống, bật tay cao lên, thở ra 5, 4, 3, 2, 1, nón người lên, hít sâu vào, thở ra, đưa hai tay về trước lưng, bàn tay hướng vào nhau, đưa tay phải qua đang chặt vào, hít sâu vào, kéo vào đẩy ra, thở ra, trở về, hít sâu vào, thở ra đẩy cao lên, trở về, hít sâu vào, thở ra đẩy thẳng tay lên, hạ xuống, trở về, đổi tay, hít sâu vào, kéo vào, thở ra đẩy ra, trở về, hít sâu, thở ra đẩy cao lên ngang mặt, hít sâu, đẩy thẳng tay qua đầu, xích cái bụng lại, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, trở về, thả lỏng tay, dùng lực tay đặt cạnh đầu gối, có block đặt block vào, siết bụng lại, rút rốn nâng mông lên, hạ xuống, 2, lên, xuống, 3, lên, xuống, 4, lên, xuống, 5, lên, siết bụng lên, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, thả chân ra, vũ hai chân thả lỏng, hít thở sâu. Mời cả lớp chống quỳ lên tập thở bò mèo. Tay chân là 4 góc vuông. Cong lưng lên, rút rốn, xích bụng lại, thở sâu. Hít sâu vào, chung lưng rướn cổ, thở ra cong lưng lên, rút rốn, xích cái bụng, thở ra, hít sâu vào, chung lưng rướn cổ, thở ra cong lưng lên, rút rốn, xích bụng, thở, tâm trí đặt vào cột sống, cảm nhận từng đốt sống, hít sâu vào, thở ra rút rốn lên, xích bụng lại, thở ra, hít sâu vào, chung lưng rướn cổ, giữ lại, ưỡn ngực vươn cầm, 5, 4, 3, 2, 1, cong lưng lên, rút rốn, xích bụng lại, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, trượt tay trương người lên, rắn hổ mang, uốn cong lưng, lui về em bé, thở ra, hít sâu vào, trương người lên, thở ra để lui mông ra sau, rút rốn, xích bụng lại, thở ra, 3, hít sâu vào, thở ra, xích bụng lại, lôi ra sau, 4, hít sâu vào, thở ra, xích bụng lại, lôi ra sau, thở ra, 5, hít sâu vào, trương người lên, xoay vai, ưỡn ngực, vươn cầm lên, xích mông đùi, bụng giữ, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, chống chân lên, chớp mặt, thở ra, để cao mông lên, bám chặt tay, ép vai, ép lưng, xiết bụng lại, thở ra, hít sâu vào, trương ngươi lên, ưỡn ngực, uốn cong lưng, để cao mông lên, xiết bụng lại, thở ra, hít sâu vào, trương ngươi lên,
Thở ra, cao hông lên, ép vai, xích cái bụng thở ra. Bái sâu vào, trương lên. Thở ra, rút rốn, xích cái bụng thở ra. Bốn, hít sâu vào. Thở ra, rút rốn, xích cái bụng thở ra. Mai đi làm buổi sáng hả? Năm, hít sâu vào, trương ngươi lên, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Siết mông đùi bụng lại, đừng có đẩy vai lên, mở vai, xoay vai ra sau. 3, 2, 1, đẩy cao hông lên, cúi xuống, rút rốn, xích bụng lại, thở ra. Hít sâu vào, bật cao chân phải lên, căng gót chân lên, đạp gót chân trái xuống, xích cái bụng thở. Hít vào, đẩy người tới, kéo gối phải chạm tay phải, xích bụng lại, thở ra. Bước bàn chân phải ra ngoài, bàn tay phải, hít sâu vào. Ép hông xuống, xích cái bụng thở ra, ưỡn ngực vương cầm lên. Từ từ duỗi thẳng tay phải, hít vào. Xoay tròn tay đi đến đâu, xoay mắt nhìn theo đến đó, thở ra, xoay tay ra sau. Hai, hít sâu vào, vươn tay lên, đi từ từ, mắt nhìn theo tay, thở ra. Ba, hít sâu vào, xoay tay lên, nhìn theo, thở ra, xoay ngược lại nào, xoay ngược chiều lại, hít sâu vào, thở ra. Hai, hít sâu, thở ra. Ba, hít sâu, thở ra, chống tay phải xuống và đạp gót chân trái xuống, hít sâu vào, tấm chân phải gót vuông, lật tay trái lên, thở ra. Dang tay lên, nhìn theo tay trái, xích bụng lại, thở ra. Hít sâu vào, luồn tay phải vào trong chân, xoay tay trái ra sau, tay phải nắm cổ tay trái, từ từ xoắn vai trái, ép hông, xiết mông đùi bụng, thở ra. Xí sâu, thở ra. 5 4 3 2 1, hít sâu vào, cúi xuống, đầu tới sàn, xiết bụng lại, thở ra. Hai tay vẫn nắm chặt, xiết mông đùi bụng, thở ra. 5 4 3 2 1, hít sâu vào, chống tay, chống mũi chân trái và hạ hai cẳng tay xuống gót vuông. Hạ hai cẳng tay gót vuông, xiết bụng lại, thở ra, xiết mông đùi bụng, thở. Hít vào, đẩy người tới, lùi ra sau, thở. Hai, hít sâu tới, ra sau, thở. Ba, hít sâu, ra sau, thở. Bốn, hít sâu, rút rốn lên, ra sau, thở, nâng đầu gối trái lên khỏi sàn nhi. 5, hít sâu, chống mũi chân, nâng gối lên, giữ. 5 4 3 2 1, trở về, rút chân phải ra sau, vào tấm ván thấp, giữ, rút rốn, xiết bụng lại, thở ra, toàn thân giữ thẳng đi nào. Xiết sâu, thở ra. Hít vào, ép mông qua phải, xiết bụng lại, thở ra. Về giữa, hít sâu, ép qua trái, thở ra, vặn người, xiết hông đi nào. Hít sâu, hai, thở ra, vặn người, xiết hông. Hít sâu, ép qua trái, thở ra, vặn người, xiết hông. Hít sâu, ba, thở ra, hít thở đều vào, cảm nhận. Hít sâu, trái, thở ra, rút rốn, chắc cơ bụng lại. Hít sâu, bốn, thở ra. Hít sâu, trái, thở ra. Hít sâu, năm, thở ra, giữ lại. 5 4 3 2 1, hít sâu, trái, thở ra, giữ. 5 4 3 2 1, hít sâu, hạ gối, đẩy căng hông lên, chằng tay, ép ngực, ép cằm, mở vai, mở lưng. Hai khuỷu tay mình khép lại song song với hai vai,
rồi đẩy căng mông lên, rút rốn xích bụng lại, thở ra ép ngực cầm chạm sàn. Xích bụng thở ra ép đi nào. Ngực cầm chạm sàn ép căng 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 thêm. Xích bụng thở. Hít sâu vào, chống tay, chống hai tay nâng người lên, chóp mặt thở sâm, cúi xuống rút rốn xích bụng lại thở sâm. Chân trái ra sau bật cao lên, hít sâu vào, úp người xuống căng gót chân thở ra, đạp gót chân phải xuống. Hít sâu vào, đẩy người tới kéo gối trái, chạm tay trái, xích bụng lại thở ra. Bước bàn chân ra ngoài, bàn tay hít sâu, ép hông xuống thẳng gối phải. Từ từ nâng tay trái, mắt nhìn theo tay, xoay tròn tay ra sau, thở sầm. Hít sâu vào, hai thở sầm, mắt nhìn theo tay. Hít sâu vào, ba thở ra, xích bụng lại. Trở về, hít sâu vào, thở sâm. Hai hít sâu, thở ra, rút rốn xích bụng lần nữa. Hít sâu, thở sâm, chống tay xuống hít vào. Đạp gót chân phải xuống và lật tay trái phải lên, thở ra ép hông xuống, rút rốn xích bụng lại thở sầm. Tay trái ở bên trong nha, luồn tay trái vào trong chân, đưa tay ra sau nắm cổ tay phải xích bụng lại thở ra, lật vai lên xoắn lên xích sau, thở tấn gói ép hông xích mông đùi bụng. 3, 2, 1, hít vào, cúi xuống đầu tới sàn, ép hông rút rốn chắc cơ mông cơ bụng cơ đùi thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, chống hai tay và chống mũi chân phải, úp đùi xuống, hạ hai cẳng tay xuống, hạ hai cẳng tay xuống góc vuông, tư thế cưỡi ngựa, hít thở đều, hít vào đẩy người tới và đẩy ra sau, thở bổ trợ mở khớp háng. 2, hít sâu, thở sâm. 3, hít sâu, thở sâm. 4, hít sâu, thở sâm. 5, hít sâu, đẩy tới giữa cổ, rút rốn xích bụng thở. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu, rút chân trái ra sau vào tấm ván, vào tấm ván thấp, siết lại. Quay ngang cẳng tay phải, lật tay trái lên, siết bụng thở sầm. Xuống hít sâu vào, đổi bên, co ngang cẳng tay trái, mở tay phải lên, thở ra đẩy căng hông lên, siết lại. 2, hít sâu vào, đổi thở sâm. Hít sâu vào, ba thở sâm, vươn căng lên. Hít sâu vào, đổi thở sâm. Hít sâu vào, bốn thở sâm. Hít sâu vào, đổi thở sâm. Hít sâu vào, năm thở sâm, xiết chắc người lại, cổ lên vắt mở. Hít sâu vào, đổi thở sâm. Hít sâu vào, sáu thở sâm. Hít sâu vào, đổi thở sâm. Hít sâu vào, bảy thở sâm. Hít sâu vào, đổi thở sâm. Hít sâu vào, tám thở sâm. Cố lên.
hít sâu vào, đổi thở rầm. Hít sâu vào, chín thở rầm. Cố lên. Hít sâu vào, đổi thở rầm. Hít sâu vào, mười thở ra, xích bụng lại giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, đổi thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào. Hạ người xuống, ưỡn ngực vương cầm giữa mũi chân. Thở sầm. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở. Hai bàn tay này chồng lên bàn tay kia và đặt trán lên lưng bàn tay. Duỗi thẳng hai mũi chân ra. Thở hít hơi rầm. Hít vào, nâng tay, nâng chân lên và tay đến đâu trán mình đặt lên tay thì nâng lên. Hạ xuống thở ra. Nhớ căng hai khuỷu tay bung lên, nâng lồng ngực, nâng đùi lên. Hai, lên, căng lên, xiết cái bụng lại, xuống. Ba, lên, xuống. Bốn, lên, xuống. Năm, lên, xiết cái bụng, nâng lên, xuống. Sáu, lên, xuống. Bảy, lên, xuống. Tám, lên, xuống. Chín, lên, xuống. Mười, xiết bụng, lên. Kéo hai khuỷu tay ra sau mạng sườn. Hít vào. Hai, kéo tay thở, giữ người chắc lại. Hít sâu. Ba, thở. Hít sâu. Bốn, thở, kéo tay ra sau nào. Co khuỷu tay lại. Hít sâu. Năm, thở. Hít sâu. Sáu, thở, xích bụng lại nào. Hít sâu. Bảy, thở. Hít sâu. Tám, thở. Hít sâu. Chín, thở. Hít sâu. Mười, xiết bụng thở giữ. Và tách chụm hai chân đi nào. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hạ xuống. Hít thở sâu. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở. Gấp hai chân lên. Hai tay nắm hai cổ chân. Thở hít hơi rầm. Hít sâu vào. Kéo căng người lên, bung cao lên, cây cung, bung cao lên, thở. Hạ xuống. Hai, lên, siết chặt cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, bung cao. Xuống, thở sầm. Ba, lên. Xuống, thở sầm. Bốn, lên. Xuống, thở sầm. Năm, lên. Lên nào, bung cao lên. Năm, bốn, ba, hai. Lăn qua bên phải. Lăn qua, xích bụng thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Trở về, hít sâu vào. Lăn qua trái, thở ra. Lăn qua. Năm, bốn,
3, 2, 1, trở về, hít vào, hạ xuống, thở sâu, hít thở sâu. Lật ngửa người trở ra. Hai tay xuôi theo thân, úp bàn tay xuống. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, siết cái bụng lại, nâng hai chân dán thắt lưng xuống. Mũi chân hướng về phía đầu, thẳng gối căng gót lên, siết cơ bụng lại, thở sâu. Hít vào, nâng đầu với hai tay lên, chạm ngón cái chân, thở sâu. Hạ xuống, hít sâu. Hai lên, thở ra, gồng chắc cơ bụng lại, hít sâu. Ba lên, thở ra, xích bụng lên, hít sâu. Bốn lên, thở ra, hít sâu. Năm lên, thở ra, hít sâu. Sáu lên, thở ra, hít sâu. Bảy lên, thở ra, hít sâu. Tám lên, thở ra, hít sâu. Chín lên, thở ra, hít sâu. Mười, siết chắc cơ bụng với tay lên, gồng bụng lại nào. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hạ đầu xuống, hai tay xuôi theo thân. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, siết cơ bụng và vừa nâng mông lên, thở xuống, hít sâu. Hai, siết bụng hất mông lên, thở xuống, hít sâu. Ba lên, thở, hít sâu. Bốn lên, thở, hít sâu. Năm lên, thở, hít sâu. Sáu lên, thở, hít sâu. Bảy lên, thở, hít sâu. Tám lên, thở, hít sâu. Chín lên, thở, hít sâu. Mười lên, cuộn từng đốt sống, chân qua đầu cái cài, thở sâu. Hai tay úp vào hông đi nhì, úp tay vào mông, đẩy mông lên, cuộn từng đốt sống, chân qua đầu, mắt nhìn vào bụng, xương cằm chạm xương ức, hớp bụng, thở sâu. Hít thở đều, mũi chân lần dưới sàn hướng về phía đầu, đúng rồi, lần tay lên đỡ, lần tay lên nữa, đẩy, đẩy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hít thở sâu, mũi chân lần về phía đầu, căng gót chân ra, cảm nhận cuộn từng rốt sống lưng, thở sâu. Cuộn từng đốt sống xuống, không nâng đầu lên, chân vuông gốc với thân, hít vào. Co gối và đạp bàn chân xuống, mở chân ra rộng bằng hông. Đầu ngón tay chạm tới gót chân, thở hết hơi rầm. Hít sâu vào, cuộn từng rốt sống, nâng mông lên, siết mông đùi bụng, mắt chình rốn cây cầu, thở sâu. Đầu gối gốc vuông, đẩy cao hông lên, thu cầm về hõm ngực, thả lỏng vai cổ, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra. Hít thở sâu, hít thở sâu vào, nâng hông lên, cây cầu cao lên nhì, nâng cái mông cao lên, siết bụng lại, hít thở đều. Năm, đúng rồi, bốn, 3, 2, 1, kéo hai bàn tay, kẹp hai ngón tay cái, úp bàn tay xuống sàn, đặt ở dưới mông. Từ từ hạ mông xuống, để tập con cá, duỗi thẳng hai chân ra.
thở hết hơi rằm. Ấn hai khuỷu tay xuống, hít sâu vào, chắc cơ bụng, đẩy căng lồng ngực lên, rút đỉnh đầu vào, đặt đầu xuống, xiết cơ bụng lại, hít thở đều, vai mở, ngực căng, ưỡn căng lồng ngực, vai xệ xuống, đưa cầm lên, xiết cơ bụng lại, hít thở đều, thả lỏng cơ mặt ra, mắt khép lại, miệng khép lại, hít thở sâu. Hít sâu vào, siết chặt cơ bụng, nâng đầu duỗi cổ ra và hạ người xuống, thoát tư thế thở sầm. Nghiêng mông qua phải trái, lấy tay ra. Nâng tay chân lên, vỗ vào nhau. Tay này vỗ vào tay kia, chân này vỗ vào chân kia, thả lỏng ra. Rỗi bên. Co tay co chân vỗ vào nhau. Co gối vòng tay ôm gối, ép đùi sát bụng ngực. Nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở sầm. Lăn lưng, mát xa lưng. Hạ đầu, lăn phải trái. Nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải. Xoay mặt qua trái. Trở về giữa, duỗi thẳng cổ, cầm hướng vào ngực, thắt bụng, ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn, thả lỏng thật sâu, từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi. Khi hơi thở vào, ra, bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu. Thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng,
giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn. Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, bình yên và thư thái. Nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ đẹp.